Mẹ các cháu gửi biếu anh mấy lạng chè. Cho tôi gửi lời cảm ơn nhé. Vợ chồng ông bảy vẹ quá. Cây nhà lá vườn cả thôi. Ông nghỉ phép được mấy hôm rồi nhỉ? Tôi xin nghỉ 5 hôm, nhưng lên sớm. Tất cả là 4 ngày. Thế à? Có 4 ngày mà tôi tưởng lâu lắm. Mấy hôm ông đi vắng, công việc ùn tắc, cẳng quá. Thế mới biết vai trò của ông quan trọng thật. Đám văn chương lại bày trò gì à? Không. Việc là thế này. Ban lãnh đạo đã họp và thống nhất phân cho đồng chí Tạo, phó giám đốc, 2 gian nhà kho để làm chỗ ở. Thật ra tiêu chuẩn của đồng chí ấy còn phải hơn thế nhiều. Nhưng đồng chí ấy cũng biết thông cảm với điều kiện của xí nghiệp, nên cũng không phàn nàn gì. Chuyện ấy thì liên quan gì đến tôi? Ô hay, không có ông thì giải quyết được vấn đề gì? Đồng chí Tạo và gia đình có được đến ở hay không là tùy thuộc vào ông hết. Lãnh đạo giải quyết rồi cơ mà. Nhưng trên nguyên tắc, ông vẫn phải làm cái quyết định. Không có quyết định đóng dấu đỏ, ai dám ở? Anh là trưởng phòng, anh thảo quyết định, ra quyết định thì ký phải là anh chứ. Ông quên mất lúc phân công nhiệm vụ rồi à? Toàn bộ mảng khối gia đình thuộc về quyền ông phụ trách đấy thôi. Vậy à? Thực ra lãnh đạo cũng đã ra quyết định rồi. Phòng mình chỉ có thừa hành. Đấy, còn một số hộ mới vào khu đất giải tỏa. Rồi tôi với ông cũng phải ra quyết định hợp thức hóa thôi. Nếu lãnh đạo đã lệnh thì tôi làm. Không muốn ăn gì không? Để tôi bảo bọn đàn em nó đi nó kiếm cho. Không, tôi không muốn ăn. Ui giời ơi, sốt rét rồi. Di chứng từ hồi chiến tranh mà, cứ lâu lâu nó lại hành. Ui giời, nhịn đói thế này không ổn đâu. Hay để tôi bảo cô Hạnh nó kiếm cho bát cháo nóng nhá. Đừng, đừng phiền cô ấy. Cái gì? Nước hả? Nước đây. Nào, ngồi dậy. Cố gắng lên. Sống độc thân như thế này không ổn đâu. Tôi quen rồi. Chính ra anh với cô Hạnh cũng đẹp đôi đấy. Tôi một đời vợ, Hạnh là gái tân, đến với nhau sao được. Anh nói thế đến tai cô ấy mất hay. Anh Gu ơi, anh ơi, nghéo hả? Này, đổ đầy cái thùng phi cho anh Bình nhá. Trong nhà còn bao nhiêu xô chậu chứa luôn nhá. Hết bao nhiêu sáng tao, rõ chưa? Rõ. Ấy chết, anh chỉ đạo giúp tôi là tốt rồi, còn chuyện tiền nong phải để tôi trả chứ. Ấy, nó còn đang nợ tôi tiền kẹo mới thuốc lá, không trừ kiểu này
Thế có đến mùa quýt nó không trả xong đâu. Này, đổ đầy vào cái xô kia nữa là xong nhiệm vụ, rồi sang tao. Anh cứ nằm nghỉ đi, tôi chạy về xem hàng họ thế nào, lát tôi sang nhá. Không, tôi khỏe rồi. Anh không phải bận tâm quá nhiều đâu, anh cứ về đi. Ồ hay, chiến hữu với nhau, cấm khách sáo. Theo tao. Nghe bài này nhiều, Đông cũng thấy hay thật. Cái gì? Bài Ngựa Hoang nhà anh Khoái à? Vâng, phải công nhận anh Khoái năng động thật. Quan hệ thì rộng, chắc cửa làm ăn cũng nhiều. Tay xưa nay sinh hoạt phóng túng, nói năng thì bát nháo, một tấc đến giời thôi em ơi. Nhìn người không thể thiển cận như thế được. Quan trọng ấy là phải xem người ta làm được những gì. Được rồi, còn anh còn em, với tay Khoái chăm voi chả được bát nước sáo, chớ dại mà tin. Chả chắc, có khi á anh ấy lại giúp được em chuyện công việc đấy. Để xem. Cái này chị Khải tặng em hôm cưới, xem lại quên mất nhở. Khải nào? Khải Giò Chả, trước học cùng em, sau lấy chồng con nhà Giò Chả, khỏi cần đi làm. Vậy à? Thôi, bỏ đấy, thay quần áo đi rồi đi cùng em. Đi đâu? Đến nhà chị ấy. Mấy lần trước, chị đã rủ em rồi, nhưng em ngại, không đến. Thế hôm nay em muốn đến chơi à? Đằng nào cũng đang chờ việc. Đến đấy xem có việc gì hợp không thì mình nhận. Thế em không ngại nữa à? Ôi giời, chồng con rồi, ngại cái nỗi gì. Thế nhanh lên này. Em kỹ đi. Đảm bảo là không không sợ đâu. Em thành nào chả bán được cái này. Anh xem em đôi lốp đấy. Mua không chị ơi? Bán đi, bán đi. Tôi mua cho. Biến đi. Hôm nay cô không nhập hàng à? Mua đồ anh ơi. Đồ của mấy thằng nhóc này mang đến, không là hàng mổ thì cũng là hàng dởm. Tôi chả dạ. Cô giỏi thật đấy. Phẻ thế mới gọi là phẻ chứ. Gì đấy? Ăn con này không? Ông xem lại hàng đi. Này, vừa nhảy ở đâu đấy? Cẩn thận, không rũ tù đấy. Không phải nhảy hay mổ, mà là đồ gắn đó. Đấy. Quân ơi, đuổi thằng kia ra cho anh đi vào buổi trưa đi. Hàng này quá đắt rồi, mộc lại. Hết giá 5.000. Ui, bèo thế. Có giỏi thì làm tất lên cả đi. Phơi mặt ra ngoài kia cả ngày xem có đẩy được con này với giá cao hơn không. Chẳng qua là cùng ngõ thì mới phát cái giá ấy, chứ khách vãng lai thì đừng hòng. Không thêm được đồng nào à? Một xu cũng không. Đồng ý thì tiền tươi, còn lèo nhèo thì biến. Sợ bà quá. Quái thai đất chịu được. Đưa đây, mau lên. Có khách. Bán mũ anh ơi. Đây, suýt quên. Gì nữa? Đại ca nhắn lão Bình nhà báo ốm đấy. Hả? Ốm thế nào? Có nặng không? Bị từ bao giờ? Bố tôi sống lại cũng chả biết được. Thôi tự về mà hỏi. Đúng là cái loại đàn bà lẳng lơ, nghe hơi dài, tít cả mắt. Thằng Danh, lẩm bẩm cái gì đấy? Không nghe mất quyền lợi. Đi nhé. Em không nhớ số nhà? Không, nhưng mà cái ngõ thì em nhớ. Chắc là ở trên kia. Dừng lại. Có chuyện gì đấy? Chắc là đây rồi, chờ em chút nhé.
Anh ơi, vào đây. Chào cô chú. Dạ, đây là anh Xoay nhà em. Dạ, chào anh chị ạ. Sau về hôm cưới, chú gầy đi thì phải. Ngồi xuống đi. Nhà đang làm hàng nên hơi chật chội, cô chú thông cảm nhé. Ngồi giữa đống của thế này, chật mấy cũng được anh chị ạ. Cô Sương vui tính quá. Hôm nay em đến xin việc anh chị đây. Đấy, chú uống nước, hút thuốc đi. Dạ, anh cứ mặc em. Cô chú là trí thức, tiếc gì việc này. Em nói thật đấy, dạo này thất nghiệp, ăn không ngồi rồi, ngày đến tận mang tai rồi anh ạ. Tay chú ấy hái ra tiền, em cứ nằm khảnh ở nhà mà lo thưởng thức tác phẩm của chồng, rồi lo nội trợ, chán cái nỗi gì. Em nói nghiêm chỉnh đấy, chị tưởng em đùa à? Nghề này chân tay lấm lem suốt. Nếu cô chú không chê thì ngày mai đến giúp anh chị. Thôi, em xin phép về luôn. Sáng mai em đến sớm ạ. Dạ, em xin phép ạ. Nhá. Đợi chị một tí. Cô cầm về ăn cho vui. Mai đến chị. Em xin. Mà này, sao chú nhà cô ít nói thế nhỉ? Ghét của nào, trời trao của ấy chị ạ. Thôi em về đây. Mỗi gian có được khoảng 20 mét không chú Ron? 25 mét đấy. Kể ra cũng hơi chật. Bình thường, mỗi hộ ở đây chỉ được phân 15 mét thôi. Họ toàn hộ độc thân, là cũng chẳng phải cán bộ xí nghiệp. Được phân thế là tốt rồi. Không phải là cán bộ xí nghiệp, thì cũng là cán bộ nơi khác. Nói tóm lại, họ đều là con người. Tưởng ẩm mà mốc quá. Chị, tôi ghi số 1 là của phòng này. Số 2 là ở phòng bên cạnh. Đồ tôi dọn hết rồi, tôi bàn giao cho anh. Cảm ơn. Phải công nhận chú năng động và nhiệt tình thật. Lãnh đạo giao việc gì cũng thấy yên tâm. Hai ổ khóa đều còn tốt, nhưng nếu anh thấy không yên tâm thì có thể thay cái khác. Thôi, còn tốt thì cứ để mà dùng. Phải tiết kiệm chú ạ. Trừ khi gì quá tôi mới thay. Ô, sao bảo đang thu hồi diện tích để xí nghiệp mở rộng kinh doanh? Kinh doanh gì, chắc lại để chia nhau thôi. Ừ, đúng rồi. Ô, này, 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 này. Chắc xí nghiệp phân phối cho anh hả? Hả? Xí nghiệp phân hay không, ảnh hưởng gì đến ông? Rõ thử hơn. Về mày. Bàn giao xong, tôi về. Ấy, chờ tôi tí. Mấy cậu vào đây. Bà đây, bản thiết kế tôi đưa cho mấy cậu cũng gần chuẩn rồi. Vâng. Nhưng vâng, trước khi thi công, nếu thấy vướng mắc thì hỏi luôn anh John đây. Vâng, vâng ạ. Anh ấy phụ trách khu nhà này lâu rồi, nên nắm rất rõ. Vâng. Tôi nhờ mấy cậu này sửa lại cái buồng cho tươm tươm tí. Có gì cậu giúp đỡ nhá. Thôi chết, tôi phải lên gặp anh Thành cái đã. Nào, chúc cho cái lỗ thủng
ngày càng ý nghĩa. Bác cho em khất trên này đã. Say à? Không, để em xem cậu Bình cũng có cần gì không. Chuẩn bị cho hắn như thế là chu đáo rồi. Tôi cả đời ốm, có bao giờ được ăn bát cháo hay quả cam đâu. Vâng. Mời bác. Giỏi. Giỏi thật. Bác khen ai giỏi cơ? À, khen cái thằng cha nào sáng tác ra cái bài ve vẻ vẻ ve cái vẻ lỗ thùng. À. Hôm nọ nghe trẻ con hát ấy, về tôi cứ nhầm mãi. Bác cứ chịu khó đến chơi uống rượu với tụi em. Này, còn nhiều cái khoái hơn cơ. Nhất định rồi. Nào, mó lỗ thùng muốn nào. Vâng. Mời bác. Ơ, Hạnh hả? Không đỡ em một tay, còn người đờ ra đấy à? Nhà cô Hạnh sắp liên hoan hay sao mà mua nhiều đồ thế? Đâu, em mua cho anh Bình đi chứ. Khổ, ốm đau mà con một thân một mình thế này. Được cô Hạnh chăm sóc thế này à? Cậu Bình à, ăn vạ còn lâu. Chết, vẫn sốt cao thế này. Khổ, mất nước có khác. Trông gầy so bản đi. Tôi đỡ nhiều rồi. Anh cứ nằm im. Ôi dồi, cháu nguội tay nguội ngắt thế này, ăn làm sao được. Cảm lại còn thối nữa chứ. Anh Gù ơi, giải tán những thứ này đi cho em cái. Để tôi. Thức ăn cho người ốm là phải tươi ngon nóng sốt, chứ ai lại thế này. Mà sao bẩn thỉu lộm thuộm thế này. Đúng là đàn ông các anh thiếu đàn bà thì chẳng ra gì. Anh cứ ngồi chơi, hết ốm tôi dọn loáng cái là xong mà. Đợi anh hết ốm thì rác rưởi ngập hết lên đầu rồi. Anh cứ nằm yên đấy để mặc em. Tôi với cậu về đại bản doanh tiếp tục đảm đạo. Đi thôi, sắp thành hai gã vô duyên bây giờ. Thôi, chào cả chủ cả khách, chúng tôi về cõi riêng đây. Quái, đúng nhà này mà. Xin lỗi, chị ở đây à? Vâng. Ở trong cái nhà này. Ơ ai? Chị cho tôi hỏi chủ nhà đi đâu rồi? Tôi là chủ nhà đây, thế anh cần gì? Chả lẽ lại bán nhanh thế. Chị mua cái nhà này. Vâng. Bà Mão bán cho chị. Tôi mua của ông Ti, tôi chả biết bà Mão nào cả. Lão Ti. Anh làm ơn tránh ra cho tôi vào nhà. Sương đâu? Nhà tôi đi làm chưa về. Xin được việc rồi cơ à? Không,
làm thêm trong lúc chờ việc. Thế cũng tốt. Này, cậu đã biết khu tập thể xảy ra chuyện động trời chưa? Lại sắp cưỡng chế à? Bố bảo tụi nó cũng chả dám. Mẹ cái thằng Tạo thế mà ghê. Vừa mới chân ướt chân ráo về nhận chức phó giám đốc, đã lấn chiếm ngay hai gian nhà kho. Học đâu cái thói mũ ni che tai thế? Chú có biết thằng Tạo hồi tại ngũ, quân hào của nó thấp hơn chú mấy bậc không? Hơi sức đâu tôi quan tâm đến việc ấy. Chú như thế là không được. Mình có quyết định phân nhà thôi mà tên hèn có hơn chục mét vuông, lại còn rắc rối lên rắc rối xuống. Đằng này dù sao thì anh ta cũng là phó giám đốc xí nghiệp. Trưởng tôi còn chả coi ra gì nữa là phó. Không thể để tụi này yên được. Dứt khoát tôi phải đưa chúng nó ra ánh sáng. Ô hay, nói chuyện với chú này chán bỏ mẹ. Lại chuyện gì nữa đây? Anh hỏi em đấy à? Ê chết, anh tưởng lão khoái mò sang, đang bận ngập đầu mà bị lão ám thì chết. Ngày đầu đi làm chắc mệt lắm em nhỉ? Cũng hơi mệt nhưng vui anh ạ. Thấy mấy người cùng làm bảo lương ổn lắm. Em vất vả quá. Các chị bảo nhá, công dã giò là cao nhất. Giá mà anh có sức, hai vợ chồng mình cũng kiếm khối. Anh mang hộ xuống bếp, lát em làm. Em mua đấy à? Anh hỏi nghiêm chỉnh mà. Thì người ta cũng cười nghiêm chỉnh chứ sao. Anh chả hiểu gì cả. Chỗ thịt ấy chị Khải cho đấy. Chị ấy hỏi em là nhà mình có nuôi lợn, nuôi chó gì không. Em bảo có một con chó con. Em bịa ra? Không bịa ra cơ mà. Thì sao? Anh chị bảo nếu mà có chó hoặc lợn thì gói chỗ thịt vụn này về cho chó ăn. Để đổ nước gạo thì phí lắm. Hóa ra là thế. Tức là chúng ta cũng chỉ bằng con chó con lợn. Anh suy diễn buồn cười nhỉ. Từ nay đừng có bao giờ đem cái thịt này về nữa nhá. Chết đói còn hơn chịu nhục. Sĩ diện hão. Vấn đề không phải là sĩ hay không. Lẽ ra em phải nói thẳng là mang về cho chồng ăn chứ. Anh không ăn thì tôi ăn. Tôi là chó cũng được. Phải, tôi biết. Anh là người cao sang. Anh đâu thèm ăn những thứ này. Đã nói mốc mồm ra, còn sĩ. Ôi, hóa quá là mời anh. Uống đi chú Minh. Chúc mừng anh. Anh em mình uống đi. Mời anh. Có bác này. Xin mời anh. Các anh là cứ uống thoải mái. Lại có. Công nhận. Mấy cái gian nhà kho sửa lại cũng đẹp như thế nào. Chả giống gì các bác. Có vẻ tích góp rồi vay mượn sửa sang như thế ạ. Dạ vâng. Mời anh. Mời anh. Hết rồi, mùa này cũng được đấy. Mời anh. Mời các cậu nhá. Ok, chú Minh. Dạ vâng. Các bác vui vẻ. Mời anh. Mà này, vôi quét là đẹp đấy. Không biết ở trong xóm này có sắp tới có ai vào nhà mới nữa không nhỉ anh nhỉ? Chúng chê biển anh đấy hả? Rồi. Cảm ơn. Như nghe nói cuối năm anh tưởng lấy vợ. Thì cũng phải làm một ngụm. Mừng cho anh có nhà mới chứ. Cảm ơn. Tôi xin phép được chúc các anh. Thế chị Chi sao? Ngon quá. Ngon quá. Ok, mời các anh. Các anh uống đi chứ. Dạ, mời các anh. Các anh cũng thoải mái. Uống đi, uống đi. Mời các anh.
Ai? Ôi, chị Mão đây. Rơi. Chị làm tôi phát điên lên rồi đấy. Khổ lắm, chị khổ lắm cậu ơi. Khổ? Tự chị rước cái khổ vào thân còn kêu ca nỗi gì? Lão ấy vừa đánh cho một trận có phải không? Không đánh, không chửi, nhưng mà chị đau lắm cậu ơi. Ai khiến chị cam chịu? Lão ấy đánh thì mình đánh lại, không đánh được thì báo chính quyền để người ta gô cổ lão lên trại, thế là xong. Nhưng mà con người, ai lại đối xử với nhau như thế cơ chứ? Rồi. Nhưng mà lão ấy không phải là con người, mình không thể mang tình người ra để đối đáp. Mà lão ấy đã bao giờ coi chị là con người chưa? Kiện lão ấy ra tòa, đòi lại sự công bằng, nhất định chị phải làm thế. Không, dù gì thì gì vẫn còn cái tình cái nghĩa. Sao ông trời lại bất công với chị thế? Đừng có rên gì nữa, khổ lắm. Khốn nạn. Lão ấy bỏ bùa mê thuốc lú gì mà chị cứ son chạy theo. Đàn bà. Giờ nó sáng mắt ra chưa? Đàn bà như hạt mưa xa ấy cậu ạ. Xa xa gần gần cái con khỉ. Tất cả từ bản thân hết. Phải. Tự mình, tự chị gây ra, nên chị phải gánh chịu thôi. Đứng lên, đi. Cậu và chị đi đâu bây giờ? Về nhà, có tôi đây, xem lão làm gì được chị. Nhà nào, chị làm gì còn nhà nữa cậu ơi. Chuyện lão ấy bán nhà là thật. Chị thì chị chẳng tiếc gì cái thân, nhưng mà chị thương vong hồn tầng bé, không có nơi nương náu thôi. Tại sao chị lại để lão ấy làm thế? Ông ấy lừa chị về quê, rồi bán tống, bán tháo cho người ta. Chị nào có biết cơ chứ? Chị thật là... Phòng kẻ gian, chứ chả ai lại phòng người thân bao giờ. Phòng kẻ gian, chứ chả ai lại phòng người thân bao giờ. Giờ không nhà, không cửa, không con, không cái, nơi này thì sống làm gì? Chị vào rửa mặt cho tỉnh táo. Đêm nay ở tạm đây đã, mai tính. Trời ạ, bốc thối hết như thế này, bảo làm sao mà cháy được. Hạnh cứ để đấy, khi nào khỏi ốm anh sửa sau cũng được. Xong rồi, 15 phút nữa sẽ có cháo. Hôm nay Hạnh không ra chợ à? Em chỉ hơn người ở chỗ không bị ai quản lý thôi. Hạnh nói như thế, ý là... Thì em là dân tự do, có trực thuộc ban ngành nào đâu. Thích thì đi, không thích thì nghỉ. Anh ăn đi. Biết là như thế, nhưng để Hạnh phải chăm sóc thế này, tôi thấy ngại quá. Đàn ông các anh là chúa giả dối. Anh nói thật mà. Bây giờ anh trả lời những câu hỏi của em thì sẽ biết giả hay là thật ngay. Em hỏi đi. Thứ nhất, nằm một mình trong cảnh ốm đau sầu não, anh có thấy buồn không? Có. Thứ hai, phải sống độc thân trong một thời gian dài, có khi nào anh nằm mơ ôm một người phụ nữ không? Không được nói dối. Anh chưa... Em chả tin. Làm gì có đàn ông nào không thích phụ nữ.
Thích thì nhiều chứ. Nhưng... không nhưng nhị gì hết. Thích là thích, thế thôi. Ấy, anh tự làm được mà. Làm gì mà tay chân anh run bắn lên thế? Dù sao Hạnh cũng là con gái. Sợ đến vã mồ hôi hột ra rồi. Chắc anh nghĩ em đang tấn công anh hả? Thú thật, anh hiếm thấy có người con gái nào thẳng thắn như em. Đúng là rất cá tính. Đàn ông thường thích những phụ nữ dịu dàng, lanh lanh, thậm chí hơi đần đần. Phụ nữ thông minh thường cá tính. Nói chung, những người phụ nữ như vậy thường biết cách thu hút và điều khiển phái mạnh. Thế anh thấy em thế nào? Xinh và lạ. Lạ có nghĩa là bất bình thường. Anh không thích. Đúng là Hạnh có cá tính rất lạ. Em thẳng thắn, mạnh mẽ, dám nói, dám làm, nhưng cũng vẫn mềm mại. Một phụ nữ phá cách và hấp dẫn. Đến bây giờ em mới gặp một người đàn ông biết nhận xét về phụ nữ và hiểu mình. Cảm ơn vì anh đã hiểu em. Cái giống trứng này lạ thật, chỉ thêm ít vụn thịt, thơm điếc mũi. Ăn rồi cơ à? Vợ chồng Son có khác, muốn ăn sớm, ngủ sớm hả? Mời anh ăn cơm với vợ chồng em luôn. Thôi ăn rồi, cô chú cứ tự nhiên đi. Lại có việc gì à? Cứ mỗi lần đi qua nhà Tây Tạo, tôi lại thấy nóng mắt. Tốt nhất là anh đừng để ý, đỡ mua cái bực vào người. Thế các cậu định để yên à? Không thì anh định làm gì? Phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này. À, thế cậu đã biết tin mới nhất của chị Mão chưa? Chắc lại bị lão Ti đánh à? Đánh thì gọi gì là chuyện. Lão Ti lừa bán nhà, tống chị ra ngoài đường rồi. Khổ thân chị. Muốn giúp chị ấy, bây giờ chỉ có một cách. Cách nào? Phải bới tung vụ nhà Tây Tạo lên, sau đó lấn cho chị một gian. Ừ, liệu có ổn không? Cứ làm ẩm lên là ổn tất. Ừ. Cốt nhất là chị phải có một chỗ mà nương thân. Anh làm gì, tụi này theo nấy. Ừ. Ái già. Từ ngày cô Sương đi làm, xem ra tươm hẳn. Dạo này cô Sương bồi dưỡng chồng ghê quá. Ngày nào cũng rán thịt thơm lừng, tra tấn mũi hàng xóm. Chỉ được cái sĩ hão. Hay
là nhà văn thì phải thế. Không ăn thịt của chó thì mới là sống thanh tao. Anh vẫn thường nhìn anh Khoái bằng nửa con mắt. Chê anh ấy là không đàng hoàng, tài sản thì không minh bạch. Đây là thịt vụn cho chó, nhưng cũng nhờ sức lao động chân chính của em mà có. Quá sạch sẽ, thế mà anh vẫn chê à? Cô cứ thôi đi cầm. Quá quạt. Em sao đấy? Ok, Sương. Sương ơi, em là sao thế? Trúng gió à? Vân ơi, Vân ơi, cô Vân ơi, sang đây tôi nhờ một chút. Sương nôn ghê quá, mặt tái mét, em vào xem hộ anh với. Em xem. Thế có đau bụng không? Nhà có thuốc cảm đây, Vân cho Sương uống luôn nhé. Chưa biết bệnh tình thế nào, thuốc men gì hả anh? Thế có đau đầu chóng mặt không? Lông mày thì dựng đứng, cổ thì nổi cân xanh, thế kia thì chả trách. Chết. Thế là bệnh gì hả Vân? Thế là mày trúng rồi. Hình như là trục hôn. Ui. Chuẩn bị tiền để khao cả khu đi. Lần này phải làm thật to đấy nhá. Tôi chả hiểu gì cả. Anh đúng là người rời, nhưng mà là rời ơi. Em uống thuốc gì không để anh đi mua? Hay xoa tạm tí dầu nhá. Ôi giời, không được. Phụ nữ mang thai không được dùng bất kỳ loại thuốc nào, trừ khi có đơn của bác sĩ. Dầu cũng không được bôi. Mang thai? Vâng. Đúng là cái số bẩn, cố tránh mà không được. Thân còn lo chưa xong, mẹ còn nghén mới chừng. Anh sắp lên chức bố, sướng nhá. Thôi, để em về lấy cho mấy quả khế. Lúc này, cao lương mỹ vị cũng chẳng thèm, nhưng mấy thứ đồ chua thì rất có giá trị. Em có thai, sao không nói cho anh biết? Biết đâu mà nói. Đúng là thứ mong thì chẳng đến, cái không chờ thì... Chị ăn rồi ngủ đi một lát. Cậu ăn đi, chị không đói đâu. Phải ăn để mà sống chứ. Nhưng mà chị nuốt không trôi. Vẫn còn vương vấn thứ của nợ ấy à? Lần này nhất định tôi phải tìm lão ấy cho một trận. Thôi thôi, chị xin cậu, chín bò làm mười. Mà cũng chẳng trách được ai, trách là cái số chị nó chẳng ra gì thôi. Số má con khỉ. Tại chị ngu nên mới bị lão ấy đè đầu cây cổ. Ông ấy lừa được chị, nhưng không qua được mắt ông rời đâu. Rời có mắt đi cậu ạ. Chị tính thế nào? Con định thế nào nữa? Rời ạ, sao mà lắm nước mắt thế không biết. Chị phải yên thì mới tính được chứ. Thế chị đã ăn uống gì chưa? Chị già rồi, ăn uống cũng qua loa thôi mà. Chồng chị dạo này xuống sắc lắm. Chị cứ về đây với bọn em, rồi sẽ hồng hào béo khỏe lên ngay mà. Chị sợ béo lắm, cứ gầy nó lại nhẹ nhõm. Thế chị còn bán hàng không? Thế thì lấy cái gì mà sống? Thời chiến hay thời bình,
chị Mão cũng là người thân của tụi mình. Giờ hoàn cảnh như thế, phải xúm vào mà giúp. Chứ đừng có ngồi đấy mà hỏi chị sống thế nào nữa. Giúp bằng cách nào? Trước tiên, phải lo cho chị một chỗ trú thân. Đúng đấy. Ừ. Xí nghiệp còn thừa gian kho. Ông John phải có trách nhiệm lo cho chị Mão ở tạm đấy. Điên à? Đấy là tài sản của xí nghiệp, không được đụng đến. Với chị Mão thì không được cái gì. Còn với thằng cha Tạo béo ú dầu sụ thì lại chả vấn đề gì cả hả? Tay Tạo, hắn có quyết định. Quyết định cái mẹ gì? Nó bịt được miệng mấy chai lãnh đạo xí nghiệp, làm mù mắt ông thì có. Này, ông phải nói cho cẩn thận nhá. Nói chúng tim đen nên ông cóng hả? Này, hai ông phải bình tĩnh thì mới bàn được chứ. Hai bác cứ như nước với lửa. Thôi, chị xin cậu, xin chú, hai người đừng to tiếng với nhau nữa. Thôi. Các chú thấy tôi nói có đúng không? Chị Mão cũng là bộ đội phục viên, kém gì thằng cha Tạo. Đúng đấy. Cứ bố trí cho chị Mão ở tạm gia nhà kho là hợp lý nhất. Đã bảo không được là không được. Nếu cần, chị Mão cứ ở nhà tôi. Nhưng ở nhà cậu không tiện. Còn hơn là ở nhà kho. Để chị Mão ở đấy, tôi chết đầu nước. Thì ra là cậu sợ mất ghế. Tôi chỉ làm đúng nguyên tắc thôi. Nguyên tắc chứ gì? Được. Tôi cũng sẽ vận dụng nguyên tắc để làm đơn tố cáo Lão Tạo tội chiếm dụng hai gian nhà kho làm của riêng. Đến lúc ấy, để xem ai chết nhá. Các chú chỉ cảm ơn các chú đã thương đến chị.